thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim SLP. Thì ad này là của mình là ad khác nha. Cái ad kia mình vừa dev WETH xong á. Còn ad này thì chưa có WETH cho nên mình sẽ chuyển SLP từ ad này sang ad kia để mình bán. Thì mình sẽ bấm chữ claim SLP, claimable của mình đây là 1429. Chúng ta sẽ bấm claim SLP right now. Thì nó sẽ vào ví Ronin ngay lập tức. Đây, không mất phí gì cả, free. Ok, có chưa? Ok, bây giờ thì ví của mình đã có 1429 SLP rồi. Ok, thì mình sẽ chuyển SLP từ ad này qua bên ad kia để mình có ETH mình bán nha. Bấm vào send to email. Email là 1429. Bấm next nè. Rồi, confirm. Ok, free ha, confirm. Rồi, mình đã chuyển SLP xong. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái ví SLP lúc ví Ronin lúc nãy của mình để mình bán. Giá của SLP hiện tại bây giờ đang khá là thấp, 0.15. Nhưng mà mình vẫn muốn làm để demo cho các bạn, cho nên là mình sẽ bán một ít SLP của mình đi. Mình sẽ bán 100, có ít quá không ta? Không ít đâu, mình sẽ bán 100 SLP đi nha. Và tổng cộng mình sẽ thu về đó là 15 USDT. Thật ra thì cũng hơi ít đó, mình sẽ bán 500 SLP, mình sẽ thu về 78 đô trước ha. Rồi chúng ta sẽ bán SLP. Mình đặt lại limit nè, cho nên nó chưa khớp. Lâu quá đặt lại limit thì demo video lâu quá, cho nên mình sẽ đặt lệnh thị trường cho nhanh. Số lượng là bao nhiêu? Quên rồi, 50 hả? Nãy mình bán bao nhiêu ta? Mình quên mất tiêu rồi. Nãy mình bán bao nhiêu SLP á, mình quên mất tiêu rồi. Mình sẽ bán 300 SLP nha. Rồi, mình bán 300 SLP. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào phần ví này. Fiat. 300 SLP thì được 47 đô. 47 đô và bây giờ mình sẽ rút USDT ra tiền Việt Nam đồng. Mình sẽ bấm chữ chuyển nha. Chuyển từ Fiat Sport qua B2B. Đồng là USDT. Rồi, chúng ta sẽ bấm tối đa luôn, xác nhận. Ok, sau khi chuyển xong các bạn vào phần thị trường. Vào phần thị trường, vào phần giao dịch, bấm tài khoản P2P. Rồi chúng ta sẽ bấm bán, chọn Việt Nam đồng, USDT. Rồi bây giờ mình xem hạn mức nào phù hợp để mình bán nha. Hạn mức cao quá. Hạn mức thấp thì giá nó lại không tốt bằng, nhưng mà chịu chứ sao giờ. Để mình search cho nhanh. Nhập số lượng. 1 triệu. Rồi, lệnh mới. Ok, mình sẽ bán USDT cho bạn này. Tất cả luôn. Rồi, chúng ta sẽ bấm chữ bán USDT. Đặt lệnh thành công, nó sẽ chuyển cho mình đến một cái cửa sổ tương tự như lúc nãy. Rồi, bây giờ thì người bán sẽ chuyển cho mình, chứ không phải là mình chuyển nữa. Người bán sẽ chuyển cho mình đến số tài khoản ngân hàng của mình, tài khoản Techcombank. Người bán sẽ có như đây thời gian để chuyển cho mình. Và bây giờ mình sẽ track cái tài khoản Techcombank của mình. Nếu mà nhận được tiền rồi thì chúng ta sẽ bấm chữ xác nhận mở khóa. Ok, và bây giờ thì người bán đã thanh toán xong rồi. Họ rất là gọi là cẩn thận ha. Họ còn chụp màn hình xong rồi còn nhắn trong box chat của mình nữa. Mình trả lời cái. Rồi, mình sẽ bấm xác nhận mở khóa nha. Tin tức mới nhất từ phía Binance vào 7 giờ sáng ngày 4 tháng 9, đó là Binance sẽ chính thức mở cổng nạp rút SLP và AXS qua mạng lưới Ronin. Cho nên bây giờ các bạn hoàn toàn có thể liên kết giữa Binance và Ronin, chuyển đổi qua lại rất là dễ dàng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách làm và sẽ thực hiện mẫu cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn bấm vào ví Binance, Fiat và Spot. Sau đó chúng ta sẽ chọn đồng coin SLP. Ở đây Jenny đang có 78 SLP, mình bấm vào rút tiền. Jenny sẽ rút SLP từ Binance qua Ronin. Ở đây Ronin mình có 0 SLP. Chúng ta sẽ copy địa chỉ ví Ronin ở đây và dán tại Binance tại đây. Các bạn lưu ý đó là bôi đen Ronin 2 chấm và chúng ta sẽ thay bằng 0x. Nhớ nha. Rồi chọn mạng lưới Ronin. Ở đây thì tiền về tài khoản là 0 phút và phí giao dịch là 0 SLP. Ở đây nè. Đó, khi các bạn chuyển từ Binance về Ronin thì thay Ronin 2 chấm bằng 0x. Nhớ nha. Và tối thiểu rút 2 SLP. Ở đây mình sẽ rút thử 5 SLP nhé. Rồi bấm chữ rút.
chúng ta sẽ xác nhận và lấy mã Binance. Sau thời gian rất là nhanh chờ đợi thì mình đã có 4 SLB được chuyển qua Ronin rồi nè. Và bây giờ thì Jenny sẽ bấm vào ví để gửi cho các bạn ngược lại nha. Đó là từ Ronin về Binance, chúng ta sẽ bấm chữ nạp. Lúc nãy bấm rút, bây giờ bấm nạp, chọn mạng Ronin này. Rồi, lưu ý này là nếu như các bạn chuyển từ Ronin qua Binance á, khi mà chúng ta sao chép cái địa chỉ ví bên Binance nè, cái địa chỉ ví 0x0A961, các bạn đổi chữ 0x thành Ronin 2 chấm. Nhớ nha, bấm chữ sao chép. Rồi, khi chúng ta vào Ronin, bây giờ Jenny sẽ bấm send, gửi nha. Rồi, dán địa chỉ ví vào. Không hợp lệ đúng không? Chúng ta sẽ đổi 0x này bằng Ronin 2 chấm, viết thường hết, không có viết hoa, không ký tự nha. Nhớ nha, Ronin 2 chấm, sau đó bấm lượng token mà chúng ta cần gửi. Phí hoàn toàn là free, bằng 0 nha. Nè, các bạn thấy chữ transaction fee là hoàn toàn miễn phí. Rồi, chúng ta sẽ đợi một chút để xem SLB qua Binance nhé. Ok, sau một thời gian rất là nhanh chờ đợi thì giao dịch của mình đã hoàn tất rồi nè. Và khi chúng ta bấm vào ví check thì lúc nãy SLB của mình đang là 73, bây giờ nó đã cộng thêm 4 là 77 SLB rồi. Ok, vậy thì các bạn có thể thấy là việc chuyển nó rất là dễ dàng khi mà Binance mở mạng Ronin để cho mình chuyển qua lại giữa Binance và Ronin đúng không? Các bạn nhớ đọc lưu ý trên màn hình và nhớ ghi lại để không bị lẫn lộn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là Bridge Axie thì sẽ bridge như thế nào. Sorry các bạn nếu như mà màn hình nó hơi bị chói nha, bởi vì hiện tại đang là hoàng hôn, nắng rất là đẹp. Nó chiếu thẳng vào mặt mình cho nên là mặt nhìn nó hơi kiểu, nó hơi nắng, nó hơi chói một xíu, mọi người thông cảm. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bridge. Mình sẽ bridge hai con chim của mình. Đây là con chim mình mới mua, bridge count là 0/7, tức là nó chưa đi đẻ lần nào hết. Con chim này có chiêu thức khá là ổn áp đấy, khá là mạnh đó. Nó có chiêu slip để đánh với con rep này. Ok, và mình sẽ cho nó bridge với một con chim khác, mà con chim này đã chinh chiến với mình khá là nhiều trận đánh. Đây là con chim thứ hai, cũng bridge count cũng là 0/7 luôn nha. Đây là con chim mình sẽ cho hai con này phối với nhau. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là hai cái website để mình có thể coi cái hình dạng của con chim con. Đó là ChillAxie và AxieZone. Ở ChillAxie thì mình cứ copy hai cái ID của hai con Axie này vào. Đây là con ID của con bố và một con ID của con mẹ. Rồi chúng ta sẽ add vào và nó sẽ tự động nó hiện ra cho mình những cái chỉ số của con Axie con là chỉ số máu bao nhiêu, hay là có những cái gọi là cái thẻ bài gì á, có những cái tính năng cái thẻ bài gì mà con Axie con có thể có. Hoặc là các bạn vào AxieZone, các bạn copy hai cái ID của hai con bố con mẹ ra. Nó sẽ AxieZone thì nó hay một cái đó là nó hiện hình của con Axie con luôn. Đây, các bạn kéo xuống dưới ha, kéo xuống dưới nó sẽ hiện hình của con Axie con luôn, nhìn rất là dễ thương. Rồi, nè nó có thể có những cái thẻ bài nào, chức năng gì nó cũng hiện bên dưới. Đây là hình của hai con Axie con mà con bố con mẹ thì ở trên. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cho nó đi đẻ nha. Chúng ta sẽ bấm vào ok, hold up. Rồi, mình sẽ bấm vào con Axie mà mình muốn cho nó đi phối 0/7 nha. Rồi lưu ý là phải có phí nha các bạn. Phí tùy, bởi vì con Axie của mình đang hai con đều là 0/7 hết, cho nên là phí của nó sẽ là 150 cộng 150 SLB là 300 SLB, kèm theo breeding fee là 2 AXS. Phí cũng cao phết. Sau khi mà breed xong thì nó sẽ có một cái effect, đó là hình trái tim đưa hai con này lại với nhau, nhìn cũng khá là mắc cười. It's a whole time. Nhìn dễ thương ha. Ok, và nó sẽ đẻ ra một cái quả trứng. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem quả trứng của mình nha. Hello các bạn, thì đây là quả trứng của mình. Chúng ta sẽ bấm vào phần inventory. Ta-da, đây là có hai quả trứng, bởi vì mình cho nó đẻ hai lần. Mình cho nó đẻ hai lần. Ở đây breed cao 2 nè, breed cao 2 nè, mình cho nó đẻ hai lần ra hai quả trứng này. Thì hai quả trứng này mình đã up nó được 5 ngày rồi mọi người. Mình đã up nó từ ngày 17 tháng 8 lúc 6 giờ 15 và đến hôm nay là ngày 22 tháng 8 và 6 giờ 15 phút thì nó sẽ nở, và bây giờ đang là 18 giờ là chỉ còn 15 phút nữa thôi là hai quả trứng này của mình sẽ nở. Thì lát nữa khi mà nó nở á thì mình sẽ cho các bạn xem con Axie con nó sẽ trông như thế nào nha. Ok, và bây giờ mình sẽ thử reload lại một lần nữa.
Rồi, vậy thì sau khi 6 giờ 15 phút xong, cái nút Morph to Adult này đã được gọi là Enable, đã được cho mình bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm Morph to Adult Confirm. Ok, cái này make some time, ở đây là khoảng từ 3 đến 4 tiếng á. Thì chắc là 3 đến 4 tiếng sau mình sẽ quay lại màn hình để cho các bạn thử xem đó là quả trứng của mình sẽ nở ra con là gì nha. Qua video ngày hôm nay, mình tin là các bạn đã biết cách làm thế nào để từ tiền Việt Nam đồng chúng ta tạo tài khoản Binance, chúng ta lên Marketplace mình mua pet, sau đó thì chúng ta rút SLB từ ví Ronin về Binance mình bán ra tiền thật như thế nào, và sau đó thì các bạn biết cách breed, tức là biết cách phối các SC cho ra quả trứng, cho ra con mới để mình bán hoặc là mình lấy mình chơi như thế nào. Rồi, ok, vậy thì chắc là hết video ngày hôm nay. Mình hy vọng là các bạn thấy video rất là hữu ích. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe cho Co68 TV, cũng như là bấm chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thật sự thì bên ngoài hoàng hôn đang rất là đẹp, cho nên mình sẽ cho các bạn xem. Ok các bạn, thì đây là hoàng hôn tại Sài Gòn, quận Tân Bình, Office View. Ok, hy vọng là các bạn giữ gìn sức khỏe trong mùa corona này và nhớ ở nhà ha, đừng có đi ra đường. Ok, bye bye, thank you.